Xin chào các học sinh. Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chứng minh 14 cái tính chất hình học thường gặp trong các bài toán thi học sinh giỏi. Thì đối với các bài toán hình học phẳng thi học sinh giỏi hoặc là một số cái bài toán hình học không gian như vậy, các ý khó trong đấy nó sẽ áp dụng những cái tính chất để vận dụng mới giải được cái bài toán đấy nhé. Đấy là khi biết 14 tính chất này thì cái việc giải bài toán hình học phẳng bằng phương pháp tọa độ sẽ rất là đơn giản và nhanh gọn hơn các em nhé. Thì qua video này thầy cũng muốn giới thiệu chúng ta cái khóa ôn học sinh giỏi 10, 11, 12. Thì khóa ôn sẽ học trực tiếp các em nhé, live trực tiếp trong nhóm Facebook tuần 3 buổi. Để đăng ký khóa ôn thì các em có thể liên hệ với thầy qua số điện thoại Zalo 0949033833 hoặc là Facebook Trường Giang, thầy để ở dưới phụ đề video các em nhé. Thì sau đây là nội dung cụ thể của các tính chất. Đây là các tính chất thường áp dụng các em nha. Thường áp dụng trong các bài toán thi học sinh giỏi hình học. Thì về việc giải đề và trong quá trình ôn ấy, thầy thấy là đa số nó sẽ vận dụng các tính chất này vào các bài toán. Vậy để ôn học sinh giỏi được cho tốt ấy, thì các em cần phải nắm rõ các tính chất này. Thì khi nắm rõ rồi ấy, thì khi mà bắt đầu giải bài toán ấy, thì các em sẽ thấy nó rất là đơn giản các em nhé. Nếu mà không nắm được các tính chất này thì cái việc giải của chúng ta nó sẽ rất là khó khăn. Chúng ta sẽ sang các tính chất cụ thể các em nhé. Tính chất thứ nhất là cho cái tam giác ABC nội tiếp đường tròn O, H là trực tâm. Đấy, H là trực tâm nha. H phẩy là giao điểm của AH với đường tròn O. Thì bài toán yêu cầu chứng minh là cái điểm H phẩy này đối xứng với H qua BC. Đấy, tức là hình vẽ minh họa đấy các em nha. Tức là cho cái tam giác ABC nội tiếp đường tròn O, H là trực tâm của tam giác, tức là giao của hai đường cao các em nhé. Thì là AH sẽ cắt đường tròn tại điểm H phẩy này. Đấy, AH kéo dài cắt đường tròn tại H phẩy. Thì bài toán yêu cầu chứng minh là H phẩy đối xứng với H qua cái đường thẳng BC này. Có nghĩa là như sau, là AH mà cắt BC tại Y thì ta phải chứng minh là IH bằng IH phẩy nhé. Thế đối xứng là vuông góc và bằng nhau đấy. Thì đương nhiên là có vuông góc rồi các em nhé. Thì việc chúng ta cần chứng minh là IH bằng IH phẩy. Thế để chứng minh cái điều này thì ta sẽ chứng minh cái tam giác CHH phẩy là tam giác cân, hoặc là có thể chứng minh tam giác CIH bằng CIH phẩy là xong. Đấy, các em thấy này, dựa vào tính chất nội tiếp các em nhé và góc phụ nhau thì ta có này, cái góc A1 này bằng cái góc C1 các em nhé, vì cùng phụ với lại góc ABC, tức là A1 cộng với góc B này bằng 90 độ bởi vì tam giác AIB vuông. Tương tự tam giác CMB vuông chẳng hạn. Đấy, thì C1 cộng góc MBC này cũng bằng 90 độ nhé. Thế vậy hai góc này cùng phụ với góc B, thế vậy nó bằng nhau, tức là phụ với góc B ABC. Tiếp theo là có phải A1 bằng C2 không? Bởi vì là góc nội tiếp chắn cung BH phẩy. Tiếp theo là A1 bằng góc C2, tức là nội tiếp chắn cung BH phẩy. Thế vậy từ đây em suy ra ngay là góc C1 bằng C2. Đấy, hai góc này bằng nhau. Thế vậy là cái tam giác, vậy các em thấy là dẫn đến tam giác CIH chưa? Bằng tam giác CIH phẩy.
vì hai tam giác này vuông mà. Đấy, bằng nhau theo trường hợp là góc, cạnh, góc. Đấy, mình cần phải suy ra cái tam giác này. CIH bằng cái tam giác CIH phẩy. Thế vì theo trường hợp là góc, cạnh góc thêm nhá. Tức là hai tam giác này có ba góc bằng nhau và có một cạnh CI tương ứng chung. Đấy, thế vậy thì suy ra là gì? Tam giác CHH phẩy cân nữa này. Đấy, cân tại C. Và đồng thời cái em suy ra một cái điều nữa là IH bằng IH phẩy. Thế vậy là IH bằng IH phẩy mà HH phẩy lại vuông góc với BC chưa? Thế vậy thì suy ra là gì? H và H phẩy đối xứng với nhau qua BC. Đấy, H và H phẩy đối xứng nhau qua cái cạnh BC này. Đấy, thế là xong thứ nhất các em nhé. Đấy, nó khá đơn giản thôi. Tiếp theo tính chất 2. Cũng rất hay gặp các em này. Là cho tam giác ABC nội tiếp. Tam giác này nội tiếp đường tròn O. Thì tam giác ABC đây. Nội tiếp đường tròn tâm O. H là trực tâm. Đấy, H là trực tâm tức là nó là giao của ba đường cao các em nha. Tức là AH này vuông góc BC, BH vuông góc với AC và CH vuông góc với AB. H là trực tâm. Thì kẻ đường kính A phẩy. Đấy, tức là đường kính A phẩy, tức là từ A các em kéo dài AO đường tròn tại điểm thứ hai là A phẩy đây. Đấy, đường kính A phẩy. Gọi M là trung điểm của BC. Đấy, M là trung điểm nhá của BC. Thì bài toán yêu cầu chứng minh là cái vector AH này này bằng hai vector OM. Tức là vector AH bằng hai OM. Vector AH này nhá. Bằng hai OM. H bằng 2 OM thì có nghĩa là O là trung điểm của A phẩy rồi. Điều này có nghĩa là chứng minh ấy, các em phải chứng minh này. M nó là chính là trung điểm của A phẩy H các em nhé. Về xét cái tam giác A phẩy H đấy. Đấy, có O là trung điểm rồi. Mà AH, vector AH bằng 2 vector OM có nghĩa là độ dài AH bằng 2 OM. Mà để bằng nhau, do O là trung điểm thì M phải là trung điểm của A phẩy H. Thì vấn đề chứng minh điều đấy thôi. Thế qua chứng minh bài toán này nha. Thế để chứng minh M là trung điểm của A phải H ấy, thì ta phải chứng minh như này này. M là trung điểm của A phải H hay là tương đương việc chứng minh cái tứ giác này. Đấy, do M là trung điểm của BC các em nhé. Thì tứ giác A phẩy BHC là hình bình hành. A phẩy B HC là hình bình hành. À, xong em nhé, bởi vì là đây là trung điểm M là trung điểm của BC mà. Thì nếu nó là hình bình hành ấy, thì đương nhiên hai đường chéo phải cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đấy, thế vậy đương nhiên M nó phải là trung điểm của A phải H. Thế để chứng minh một tứ giác là hình bình hành ấy, thì các em chứng minh là có một cặp cạnh đối song song là xong. À, hai cặp cạnh đối song song. Đấy, thì ta có này. CH thì vuông góc với AB chưa? A phẩy B cũng vuông góc với AB đúng không? CH vuông góc với AB và nó đường cao. Thế nên A phẩy B cũng vuông góc với AB. Về góc nội tiếp chắn đường kính này, thế góc AB A phẩy này là chắn đường kính mà thì nó bằng 90 độ. Đấy, về thế suy ra là gì? CH sẽ song song với gì? A phẩy B. Thế một cách tương tự, ta cũng có là BH thì vuông góc với lại AC với đường cao chưa? Tiếp theo là A phẩy C cũng vuông góc với AC. Bởi vì là A phẩy là đường kính mà, thì góc C này là góc nội tiếp, thì đương nhiên góc này vuông. Đấy. Thì dẫn đến là gì? BH song song với gì? A phẩy C. Đấy, đây là một nhé, đây là hai nhá. Thế về từ 1 và 2.
Chúng ta suy ra là gì? Tứ giác A phẩy B H C lầy bình hành. A phẩy B H C là hình bình hành mà M là trung điểm của BC chưa? Vậy thì suy ra là BC hai đường chéo ấy, giao với lại A phẩy H chính tại điểm gì? M là trung điểm của BC và A phẩy H luôn. Đấy nhá, là trung điểm của BC và gì? A phẩy H. Đấy, về tứ giác là hình bình hành mà M là trung điểm của BC rồi thì đương nhiên hai đường chéo phải cắt nhau tại trung điểm. Thì có nghĩa là A phẩy H cũng đi qua trung điểm M của BC thôi. Thế vậy từ đây em thấy ngay cái tam giác A phẩy AH có OM là đường trung bình chưa? Đấy, suy ra cái tam giác này. A phẩy AH có gì? OM là đường trung bình. Đấy, đường trung bình thì song song bằng một hai cạnh đáy thôi. Thế vậy thì suy ra là gì? OM song song và bằng 1 phần 2 của AH. Hay suy ra là vectơ AH này này bằng 2 lần vectơ gì? OM. Hoặc là độ dài của AH bằng 2 độ dài OM đấy. Đấy, thế là xong tính chất hai em nhé. Hai tính chất. Tiếp theo, chúng ta sang cái tính chất thứ ba em nhé. Tính chất thứ ba. Đấy, khi xem video này thấy hay và ý nghĩa thì các em có nhu cầu đăng ký khóa ôn ấy, học sinh giỏi 11, 12 thì hãy liên hệ với thầy qua Facebook Trường Giang hoặc là số điện thoại Zalo các em nhé. Em cứ nhắn tin cho thầy, thầy sẽ tư vấn khóa học cho các em. Đấy là tính chất 3. Tiếp theo cái tính chất 3 các em nhé. Tính chất 3 là cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn O. Tam giác ABC này nội tiếp trong đường tròn tâm O. Gọi BH và CK. Đấy, BH và CK là hai đường cao, là hai đường cao nhá của tam giác ABC. Thì bài toán yêu cầu chứng minh là AO vuông góc với lại KH. Đấy. Tính chất này rất quan trọng em nhé. Tức là H và K là chân đường cao hạ từ B và C. Đấy, cái này là chúng ta có thể hoán vị đi em nhé. Đấy, H và K là chân đường cao hạ từ B và C. Thì cái HK này nó vuông góc với AO. Đấy, cần chứng minh điều đấy. Thế là chứng minh bài toán này. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Tức là cái này là HK vuông với OA ấy thì nó phải song song với cái tiếp tuyến AX chưa? Đấy, tức là gọi AX này là tiếp tuyến tại A của O. Đấy, của đường tròn O nhá. Thì các em thấy suy ra ngay một điều gì? Là AX vuông góc với OA chưa? Tại điểm A là về tiếp tuyến mà. Thì em thấy tiếp theo như sau này. Mà em thấy này. Dựa vào tính chất của tiếp tuyến và dây cung ấy. Đấy, ta có nha là góc ABC. Đúng không? Thì bằng góc XAC chưa? Tức là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng 1 phần 2 số đo cung bị chắn. Góc ABC cũng bằng 1 phần 2 cung AC. Đấy, tức là bằng góc XAC. Đấy, vì cùng chắn cung AC các em nhá. Đấy, ta có hai cái này bằng nhau. Thế mà các em biết này, cái này là một này. Đấy, tiếp theo ta có như sau. Cái tứ giác BKHC nội tiếp chưa? Tứ giác BKHC nội tiếp. Đấy, em suy ra là gì? Vậy góc KBC hay là góc ABC ấy,
cộng cái góc KHC đúng không? Bằng 180 độ. Đấy tức là vậy là gì? Cái góc KABC ấy và góc AHK cùng bù với lại góc KHC chưa? Thế suy ra là cái góc ABC chính bằng góc gì? AHK. Tức là cùng bù với gì? Với góc KHC. Đấy. Thế vậy dẫn đến là gì đây? Đây gọi là một nhá, đây gọi là hai nhá. Thế từ 1 và 2. Em sẽ suy ngay điều gì? Góc XAC bằng góc AHK chưa? Hay XAH đấy. Bằng góc AHK. Thế vậy là hai góc này là hai góc so le trong. Đấy, hai góc này bằng nhau. Thế vậy thì em suy ra ngay điều gì? Đây là hai góc so le trong nhá. Hai góc này bằng nhau thì đương nhiên cùng tạo với AH một góc bằng nhau mà. Thế vậy thì suy ra là AX song song với gì? HK chưa? Hay là HK ấy? Đấy, HK song song với AX. Mà gì? AX lại vuông góc với lại OA, đúng không? Đấy, vậy HK phải vuông góc với OA chưa? Hai thẳng song song. Đường thẳng OA vuông góc với AX thì đương nhiên nó phải vuông góc với HK thôi. Đấy vậy tôi suy ra là gì? OA vuông góc với gì? HK. Đấy chính là điều phải chứng minh nhá. Là hai đường thẳng song song. OA vuông góc với AX rồi thì OA cũng phải vuông góc với HK. Đấy tính chất ba các em nhé. Đấy là cũng rất quan trọng nhé, tính chất thứ ba. Tiếp theo qua sang cái tính chất thứ tư các em nha. Tính chất thứ tư. Tính chất 4. Là cho tam giác ABC cũng nối tiếp đường tròn O. Cái tam giác ABC đi các em nha. ABC. Nối tiếp đường tròn tâm O. H là trực tâm. H trực tâm tức là nó giao của ba đường cao đấy, AH, BH, CH. Đấy, H là trực tâm. Gọi Y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC. Tức là Y này là tâm đường tròn ngoại tiếp nha. Tam giác HBC. Thì bài toán yêu cầu chứng minh O và Y đối xứng nhau qua BC. Đấy, O và Y đối xứng nhau qua BC. Tức là BC vuông với OY. Và giả sử OY cắt BC tại điểm M chẳng hạn. Điểm M đấy nha. Thì có nghĩa là IM bằng OM. Đấy. Y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC. Đấy, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BH phải C ấy. Đấy. Thì hai cái điểm này đối xứng nhau qua BC. Thế là chứng minh cái điều này thì các em chỉ cần chứng minh là gì đây? Cái tam giác BH phải C bằng tam giác BHC này thôi. Hai tam giác bằng nhau. Đúng không? Thì các em thấy này, theo cái bài toán 1 các em đã chứng minh được rồi. Tam giác BH phải C bằng tam giác BHC hai giác bằng nhau và hai cái tam giác này có đỉnh H và H phải đối xứng nhau qua BC. Đấy. Thì đương nhiên tâm đường tròn ngoại tiếp hai tam giác này cũng phải đối xứng với nhau qua BC nhé. Tức là ảnh của đường tròn qua phép đối xứng trục ấy, thì là một đường tròn bằng nó. Đấy, tâm thì đối xứng qua bán kính bằng nhau. Đấy, chỉ thế thôi. Đây em thấy nha, để làm cái này em thấy là gọi H phẩy này. Tuy nhiên cái theo cái bài toán 1 thì gọi gì đây? H phẩy
bằng AH giao với lại đường tròn O. Đấy nha. Thì chúng ta thấy ngay này. Các em thấy là theo cái thì được ngay từ cái tứ giác sau nha, ACHB phẩy chính là nội tiếp đường tròn O thôi. Bởi vì H phẩy nằm trên đường tròn mà. Thì cái tứ giác này AC H phẩy B cũng nội tiếp dưới đây cái đường tròn O. Đấy. Thế vậy em suy ra là gì đây? O nó cũng chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BH phẩy C. Đấy nhá, O là tâm đường tròn ngoại tiếp cái tam giác BH phẩy C. Đấy, bởi vì là ABC hay là ABH phẩy C là bốn điểm này cũng nằm trên đường tròn hết mà. Đấy thì O đồng thời là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BH phẩy C luôn. Thì các em thấy này, theo cái bài toán thứ nhất ấy, thì ta có là gì đây? H và H phẩy đối xứng nhau qua BC chưa? Đối xứng với nhau qua BC. Cái tính chất một kèm nhá. Đấy. Thế thì anh em suy ra là tam giác BHC ấy, thì bằng tam giác B phẩy à BH phẩy C thôi. Như vậy suy ra cái tam giác này BHC bằng tam giác BH phẩy C nhá. Thì hai tam giác bằng nhau. Thì đương nhiên là cái đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC ấy, cũng có bán kính bằng đường tròn ngoại tiếp tam giác BH phải C thôi. Đấy. Thế bây giờ Y là tâm đường tròn. Hãy em suy ra này. Là cái tam giác này. BH phải C là đối xứng với gì đây? Cái tam giác BHC qua cái đường thẳng BC. Đấy thì vậy cái là tam giác này đối xứng với tam giác này mà. Thì vậy là cái đường tròn ngoại tiếp cái tam giác BHC phải đối xứng với gì? Đường tròn O qua gì đây? BC. Đấy thì về đối xứng thì cái đương nhiên là gì đây? O và Y cũng phải đối xứng với nhau qua BC thôi. Đấy. O và Y đối xứng nhau qua BC. Đấy thế là xong thôi. Bởi vì hai cái đường tròn ngoại tiếp nó đối xứng nhau qua BC thì hai cái tâm đường tròn nó cũng phải đối xứng em nhé. Đấy lại xong tính chất thứ tư nhé. Đấy, nhé thứ tư. Tôi sang tiếp với tính chất thứ năm các em nhé. Tính chất thứ năm. Đấy là tính chất rất quan trọng này các bạn. Cái đường thẳng gọi là cái đường thẳng Euler. Đấy cái đường thẳng Euler này dùng rất nhiều trong các bài toán hình học phẳng thi học sinh giỏi các em nhé. Tính chất năm là đường thẳng Euler. Đấy, đường thẳng Euler là đường thẳng như nào? Đường thẳng Euler là cái đường thẳng đi qua trực tâm này, trọng tâm này và tâm đường tròn ngoại tiếp. Đấy là ba cái điểm này. Tức là trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác nằm trên một đường thẳng. Và cái tỷ số khoảng cách ấy, nó luôn cố định các em nhé. Đây. Tức là cho tam giác ABC
gọi HGO lần lượt là trực tâm này, trọng tâm này và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thì khi đó ta có tiết thứ nhất, cái ý thứ nhất là vectơ OH đấy, OH bằng OA bằng vectơ OA cộng vectơ OB cộng vectơ OC. Tức là cái này chú ý hình vẽ nha, tam giác ABC đấy, nội tiếp đường tròn tâm O. Đây, H là trực tâm thì nó là giao của hai đường cao đấy các em nha. Đấy, còn trọng tâm G ấy thì các em gọi M là trung điểm của BC. Thì AG nó sẽ bằng 2/3 của AM chưa? Đấy, thì cái này cũng dùng một cái tính chất là cái tính chất em chú ý là cái này các em sẽ dùng cái tính chất hai ấy. Hãy dùng cái tính chất hai nhé. Ở đây dùng cái tính chất hai này để làm đấy, tức là AG bằng 2/3 của AM. Đây sẽ vận dụng cái tính chất hai các em nhé, tính chất hai chúng ta vừa nghiên cứu rồi. Đây là chứng minh đầu tiên là vectơ OH bằng vectơ OA cộng vectơ B cộng vectơ OC. Thì theo tính chất của vectơ các bạn, tức là gọi M là trung điểm của BC. Thì đương nhiên ta có tính chất trung điểm ấy thì là vectơ OB cộng vectơ OC đúng không? Bằng hai vectơ OM chưa? Phía trung điểm của đoạn thẳng mà. Đấy. Và theo tính chất 2 thì kem là vectơ gì? AH ấy, bằng 2 UM chưa? À, vectơ AH, vectơ AH này này bằng 2 vectơ OM nhá, tính nhất 2 nhá, theo dõi cái này nhá. Đấy. Vectơ AH bằng 2 vectơ OM. Đấy, vậy từ đầu tiên chứng minh, kem chứng minh vectơ OH bằng OA cộng OB cộng OC thôi. Đấy, OH. Thế vậy các em biết là OB cộng OC thì bằng 2 OM này, các em chú ý chỗ này nha. Đấy, thì các em biến đổi cái OA cộng OB cộng OC bằng OH là xong. Đây, ta có này. Vectơ OA cộng vectơ OB cộng vectơ OC bằng vectơ OA này. Thế vectơ OB cộng vectơ OC phải bằng 2 vectơ OM không? Đấy. Thì 2 OM có phải chính bằng vectơ AH không em? Tức là bằng OA cộng vectơ AH chưa? OA cộng AH quy tắc 3 điểm thì nó chính bằng vectơ OH thôi. Đấy, bài chứng minh xong cái thứ nhất các em nha. Tức là vectơ OH bằng OA cộng OB cộng OC. Thì đến đây các em sẽ thấy nghe liên quan cái tính chất gì rất quan trọng về trọng tâm các em nhỉ? Tính chất gì liên quan đến trọng tâm đây? Tam giác ABC có trọng tâm G. Đấy, thì OA cộng OB cộng OC phải bằng 3UG không? Đấy là có ngay tính chất thứ hai mà. Đây tiếp theo nha. Ý thứ nhất xong, ý thứ hai này. Ý thứ nhất xong. Ý thứ hai là 3 điểm OGH thẳng hàng. Đấy, theo tính chất trọng tâm nha. Thì vectơ OA cộng vectơ OB cộng vectơ OC bằng 3 vectơ OG chưa? Đấy. Mà cái này có phải chính bằng vectơ OH không em? Đấy. Thế thì anh em suy ngay đầu gì? OH bằng 3UG. Thế từ đây là hay là suy ra là vectơ OH này chính bằng 3 vectơ OG. Thế điều này có dẫn đến là gì? Hai vectơ này cùng phương chưa? OH và OG cùng phương.
Đấy, cùng phương mà có chung điểm O rồi. Thế vậy chứ ra là OGH thẳng hàng thôi. Thẳng hàng. Hai vectơ có chung một điểm gốc rồi. Đấy, cùng phương thì ba điểm phải thẳng hàng. Đấy, OHG thẳng hàng. Và đương nhiên là OH bằng 3 OG có đây rồi. OH bằng 3 với tự OG đây. Tức là điều này này luôn đúng cho với mọi tam giác em nhé. Thế điều này có nghĩa là các em suy ra một điều như sau. Là cái độ dài OH đấy bằng 3 lần độ dài OG. Đấy, và bao giờ G cũng nằm giữa O và H nhé. G là thuộc cái đoạn này này. OHM bao giờ gầm nữa cái đoạn OH, các em quan sát được OH đây. Độ dài OG bằng 1 phần 3 độ dài OH từ cái đẳng thức vector này. OG và OH là cùng hướng. Đấy, mà OH bằng 3 OG đương nhiên G phải nằm trong cái đoạn OH này. Và chia 3 đoạn OH ra thì G lấy một phần kẻ thứ O. Đấy là tính chất 5 em nhá. Đấy là một tính chất rất quan trọng nhá. À, tức là một cái bài toán hình học phẳng mà nếu nó cho các em nhá, nếu nó cho G cho O thì các em tìm được H. Đấy tức là các em suy ra cái hệ quả này. Nhá, suy ra cái hệ quả nhá, tức là nếu từ đây cho gì tọa độ của O và của G thì các em phải tìm mới được tọa độ của H không? Đấy, hoặc là cho gì H và cho O thì các em suy ngay tọa độ của G. Đấy, tức là khi mà biết thêm một điểm nữa thì chắc chắn là cái việc giải bài toán nó sẽ rất đơn giản hơn các em nhé. Đấy, nhớ là trong tâm trực tâm. Biết thì đương nhiên tâm đường tròn ngoại tiếp biết. Đấy, tính chất này rất quan trọng các em nhé. Đấy, các em nhớ vận dụng hai cái này này. Hoặc là cho O cho H thì các em tìm được G. Đấy, cái hệ quả nó đây nhá. Đấy, hay dùng cái này lắm các em nhé. Đấy, tính chất thứ 5. Có sang tiếp cái tính chất thứ 6 các em nhé. Tính chất thứ 6. Đấy thì các em nhớ là khi xem video thấy hay và ý nghĩa ấy, thì có nhu cầu đăng ký khóa ôn. Đấy, đăng ký khóa ôn nhá. Học sinh giỏi 11, 12 thì các em hãy liên hệ với thầy qua cái số Zalo này nhá. Nhắn tin cho thầy, thầy sẽ tư vấn. Và các em biết là trên kênh của thầy thì cũng có rất nhiều video giải đề. Các đề thi thì lớp ôn online của thầy cũng có rất nhiều các bạn ở các tỉnh khác nhau nhá. Học thì là khóa học thì rất là chất lượng, cho nên các em yên tâm. Tiếp theo cái tính chất 6. Tức là cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn O. Đấy nhà, tam giác ABC nội tiếp đường tròn O. Đấy, thì liên quan đến đường tròn đấy đấy. Gọi D và E theo thứ tự là chân các đường cao hạ từ A và B. Đấy, phân tích hình vẽ cho nhà tam giác ABC này. Nội tiếp đường tròn tâm O. D và E là chân các đường cao từ A, tức là đường cao AD, vuông góc của BC và đường cao BE, vuông góc với lại AC. Đấy. Và gọi MN, M và N nhé, theo thứ tự là trung điểm của BC và AB, tức là M là trung điểm của BC. Đấy. N là trung điểm của AB. Thì bài toán yêu cầu chứng minh cái tứ giác này này. MENDnối tiếp. Đấy. Tức là đường cao AD, đường cao BE. M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AB. Thì cái tứ giác này các em này, M, E, N, D này. Cái tứ giác này nhá, M, E, N, D.
là nội tiếp trong một đường tròn. Đấy, tức là cái đường tròn nó sẽ đi qua chân của hai đường cao. Đây, và đương nhiên các em có cái điểm này này. Đường tròn này nó đi qua ba cái trung điểm ấy. Cái điểm này cũng chính là trung điểm của AC này các em này. P chẳng hạn đây. Đấy, đường tròn đi qua trung điểm ba cạnh và chân của hai đường cao. Đấy nhá. Thì nó sẽ không đi qua cái chân đường cao thứ ba đâu. Đấy, tức là MENDD này nội tiếp, tức là gồm hai chân hai đường cao và trung điểm hai cạnh. Đấy nha. Thế để chứng minh cái này. Thứ nhất 6. Thì theo tính chất một thì các bạn. Đây nhá, tức là gọi H phẩy là giao điểm của AH và đường tròn O. Bằng AH giao với đường tròn O các em nhá. Thì các em thấy ngay là gì đây? Có phải D sẽ là trung điểm của HH phẩy không? Đấy. Và M là trung điểm của BC ấy. Đấy, M là trung điểm của BC các em nhá. Thì gọi A tiếp này. Gọi A phải là đường kính. Đấy, gọi A phải là đối xứng với gì đây? A qua tâm O của đường tròn. Thì có điều gì nào các em nào? Đây nha, A phẩy đây là đường kính nhá. Thì ta có ngay tính chất gì các em nhỉ? Có phải M là chính là trung điểm của A phẩy H không? A phải đối xứng nhau qua với A qua O. Thì suy ra là gì? M là trung điểm của A phẩy H. Nào, đây là tính chất mấy các em nhỉ? Tính chất 2 nhá. Đấy, nhớ M là trung điểm của A phải H, bởi vì tứ giác này A phải B HC là bình hành mà, thì nên M là trung điểm. Thì các em sẽ thấy ngay một điều như sau: cái tam giác HDM ấy và tam giác H H phải A phải thì có DM chính là đường trung bình đấy. Đúng chưa? Đấy. Thế vậy các em thấy suy ra cái tam giác này HDM và tam giác H H phẩy A phẩy là đồng dạng thôi, theo tỉ số 1:2 thôi. Đấy, theo tỉ số là 1:2 các em nhé. Bởi vì là DH 1:2 DH phẩy mà, HM 1:2 HA phẩy mà. Đấy, thế vậy thì suy ra cái phép vị tự tâm H tỉ số 1:2 ấy, đúng không? Sẽ biến cái gì đây? H phẩy thành D. Đúng chưa? Và biến điểm gì? A phẩy thành điểm gì đây? Điểm M. Đấy. Đúng chưa? Tức là biến h phải thành d, biến a phải thành m, tức là vector a hd 1:2 vector hd phẩy mà. Đấy, thế vậy thì suy ra một điều gì nhỉ? Mà các em thấy là gì? H phẩy và a phẩy là thuộc đường tròn tâm O chưa? Thế vì gì đây? H phẩy và a phẩy là thuộc đường tròn tâm O chưa? Thế vậy thì suy ra là d và m ấy nó phải thuộc cái đường tròn ô phẩy là ảnh của ô, đúng không? Nghĩa là ảnh nha của đường tròn ô
qua phép vi tự tâm hát tỉ số 1 phần 2. Đấy thì tìm ảnh thì em thấy là tâm ô có rồi. Tâm ô có rồi nhá. Tâm ô có rồi. Thì phép vi tự ấy, thì là để tìm tâm ô phẩy thì em thấy là hát ô có rồi. Thì tâm ô phẩy nó chính là trung điểm của hát ô ấy các em ạ. Này, cái tâm ô phẩy này. Tức là phép vi tự phải biến tâm thành tâm mà. Tức là vectơ hát ô phẩy. Ô phẩy này. Bằng 1 phần 2 vectơ hát ô thôi. Đấy, tức là phép vi tự tâm hát biến cái đường tròn ô thành đường tròn ô phẩy. Đấy. Bán kính thì bằng 1 phần 2 bán kính đường tròn ô. Đấy nhá, vậy là vì hát phải A phải thuộc ô. Nên suy ra D và M sẽ thuộc đường tròn ô phẩy là ảnh của ô qua phép vi tự tâm hát thì ô phần 2. Thì một cách tương tự em sẽ chứng minh như sau này. Tương tự. Đấy nha, cái này gọi là tương tự nha. Người ta có này các em này, cũng làm đối với tam giác là HNE các em ạ. HNE nhá, cũng giống như HDM này. Tương tự này. Ta có cái điểm N và E cũng thuộc đường tròn ô phẩy. Đấy là gì đây? Ảnh của đường tròn ô qua phép vi tự tâm hát tỉ số 1 phần 2. Đấy. Thế vậy từ đây cái này là một này. Đây là hai các em nhá. Tức là bốn điểm DM, NE đều thuộc đường tròn ô phẩy chưa? Là ảnh của đường tròn ô qua phép vi tự tâm hát tỉ số 1 phần 2. Đấy vậy từ 1 và 2. Thì suy ra là gì? Bốn điểm này là M, D, N, E đều thuộc cái đường tròn gì? Ô phẩy là gì? Ảnh của gì đây? Của đường tròn tâm ô qua cái phép vi tự tâm hát tỉ số 1 phần 2. Thế này, biết tại sao các bạn nha? Thế đương nhiên này. Tức là để chứng minh cái tương tự này, tức là HE kéo dài thì nó phải cắt cái đường tròn tại điểm E phẩy không? Đấy thì cái này đối xứng này các em. Đấy đối xứng nhá, 1 phần 2 nhá. Đấy mà các em là tương tự các em sẽ lấy đường kính OC. Đấy, OC nó sẽ cắt cái đường tròn tại một điểm nữa. Đấy thì các em sẽ thấy là cái HN ấy nó bằng 1 phần 2 là của CH này thôi. Đấy, tức là 1 phần 2 các em nhé. Tương tự như bên trên đấy. Tức là 4 điểm này thuộc đường tròn ô phẩy là ảnh của đường tròn ô qua phép vi tự tâm hát tỉ số 1 phần 2. Đấy là xong thứ nhất 6 các em nhé. Đấy tức là chân hai đường cao với lại trung điểm hai cạnh thì luôn nằm trên một đường tròn. Đấy, các em chú ý như thế. Thế thứ nhất 6. Tiếp theo thứ nhất 7 các em nhé. Là cho tam giác ABC ngoại ô là tâm đường tròn ngoại tiếp này. Ô là tâm đường ngoại tiếp nha. Y là tâm đường tròn nội tiếp. Ô là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Ô là tâm đường tròn ngoại tiếp đây. Y là tâm đường tròn nội tiếp. Thì cái vết đường tròn nội tiếp ấy là giao của ba đường phân giác các em nhé. Là Y
là giao của ba đường phân giác, của ba cái đường phân giác em nha. Còn O ấy là giao của ba đường trung trực. Đấy, Y là tâm đường tròn nội tiếp thì em đây, thì minh họa này nha. Tức là tâm đường tròn nội tiếp ấy phải nằm trên cái đường phân giác góc B này. Đấy. Tức là chỗ này này. BI chính là phân giác góc B nhé. Đấy. Đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn nội tiếp phải nằm trên đường phân giác, tức là B1 bằng B2 nhé. Thì bài toán yêu cầu chứng minh. Nè. Đường thẳng AI thì cắt đường tròn O tại D, tức là AI giao với O tại điểm D. Thì bài toán yêu cầu chứng minh là ba các đoạn này bằng nhau đây. Tức là DB bằng DI bằng DC. Đấy, tức là gì? AI thì cắt đường tròn tại D. AI cắt đường tròn tại D. Thì bài toán được yêu cầu chứng minh là DB bằng DC bằng DI. Đấy. DB bằng DI bằng DC. Thì có nghĩa là tam giác IBD là tam giác đều. Tam giác IDC cũng là tam giác đều các em nhé. Đây này, có hai cái tam giác đều trong này. Ba cái đấy bằng nhau mà. À, tam giác là đều. Còn tam giác là DIC thì chỉ là cân đi các em nhé. Và nó không đều đâu. Đều khi mà cái BC phải là bằng cung BC bằng 60 độ ấy, thì nó sẽ đều. Nên tam giác IBD này là tam giác đều đấy. À, tam giác cân thôi, ba tam giác cân, các em chú ý là cân đấy nhá. Này tức là IC. Tức là ba đoạn này bằng nhau các em nhá. BD DB bằng DI và bằng DC. Ba đoạn này bằng nhau. Thế để chứng minh cái thứ nhất 7. Hình vẽ minh họa này các em nhá, các em nhớ này. B là phân giác này, AI cũng là phân giác các em nhá. Tức là AI và BI là hai đường phân giác thì cắt nhau chính là tại tâm đường tròn nội tiếp đấy. Thì các em thấy này. Để chứng minh DB bằng DI, tức là tam giác này cân tại D chưa? Đấy, tam giác này cân tại D nhá. Thì các em chứng minh góc I1 ấy bằng góc IBD, tức là BID bằng IBD. Tức là cần chứng minh cái này này. Cái góc DIB bằng góc gì? IBD. Đấy, tam giác cân mà. Đấy, đáy là IB. Thì hai góc ở đáy bằng nhau thì tam giác cân thôi. Đấy, vấn đề chỉ cần chứng minh hai góc được bằng nhau là xong. Thế đương nhiên đấy các bạn, là BD thì bằng DC rồi. Bởi vì là AI là đường phân giác mà. Thì góc A1 bằng A2, A1 bằng góc 1 phần 2 cung BD, A2 bằng 1 phần 2 cung DC. Mà A1 bằng A2 thì vậy là BD bằng DC. Tức là ta có luôn đấy. Là góc A1 bằng góc A2. Vậy nó phân giác mà. Vậy suy ra là cái cung BD này bằng cung gì? DC. Thì đương nhiên là gì? BD. Hai cung bằng nhau thì chắn hai dây bằng nhau. Hoặc là hai dây bằng nhau chắn hai cung bằng nhau đấy. BD bằng BC, bằng DC. Bởi vì hai cung này bằng nhau các em nhé. Hai góc bằng nhau mà. Thế các em chỉ cần chứng minh I1 này bằng B 23 này là xong. Thì ta có này. Là góc I1 bằng góc A1 cộng góc B1 nhé. Góc ngoài tam giác các em nhé. Đây là góc ngoài của tam giác này. Đấy. A1 cộng B1 cộng Y. Đấy, góc Y này, góc AIB này bằng 180 độ mà. Thì góc Y AIB cộng góc Y1 này cũng bằng 180 độ. Đấy, thì Y1 bằng A1 cộng B1. Mà tiếp theo này, vì gì?
B1 bằng B2 chưa? B1 bằng B2 bởi vì là ti phân giác mà. Đấy, vì B1 bằng B2. Và gì? A1 bằng A2. Đấy, vậy tôi suy ra góc I1 này này. Bằng A1 cộng B1 không? Đấy nhá. I1 thì bằng A1 cộng B1. Thì cái bài chính bằng A2 cộng A1 không? Đấy nhá, chính bằng nhá. A1 thì bằng A2 mà. B2 thì bằng B1 chưa? Thì chính bằng là B2 cộng góc A2. Đấy, B2 cộng A2. Mà cái phải là A2 thì bằng B3 không? Bằng B2 cộng với lại B3. Vì gì đây? Vì góc A2 bằng góc B3 này. A2 bằng B3 vì sao? Bởi vì cùng chắn cung là gì? DC mà. Đấy, vậy thì suy ra là gì? I1 bằng góc IBD chưa? Đấy, B2 cộng B3 chính bằng góc IBD nhá. Thế vậy là trong cái tam giác này, cái tam giác DIB là cân tại D chưa? Đấy, cân tại D, vậy số nghĩa là gì? DI bằng DB thôi. Và đương nhiên nó bằng luôn cả DC chưa? Cái này, bởi BD, BD bằng DC mà. Vậy ba cái này bằng nhau. Đấy nhá, thế vào đây kia là nội dung tính chất 7 các em nhá. Tức là tam giác DIB là cân tại D. Tam giác DIC cũng cân tại D. Đấy nội dung tính chất 7 nhá. Tiếp theo tính chất thứ 8 các em nhá. Tính chất 8 là cho tam giác ABC gọi DEF là chân các đường cao, chân các đường vuông góc nha, kẻ từ ABC của tam giác ABC, H là trực tâm của tam giác, thì H là tâm đường tròn nội tiếp cái tam giác DEF này, đấy, H là trực tâm của tam giác ABC, DEF là ba chân đường cao hạ từ A, B và C, thì H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF. Thì cái biết là tâm đường tròn nội tiếp ấy chính là giao của ba đường phân giác kìa. Đấy, tròn nội tiếp nha. Nó chính là giao của ba đường phân giác kìa. Đấy. Thì có nghĩa là ba cái đường phân giác sẽ phải chứng minh, tức là ta phải chứng minh cái này này. DH rồi là CH. DH rồi là FH này. Và EH ấy là ba đường phân giác thôi. Của tam giác DEF. Thì em chỉ cần chứng minh DH là được một phân giác là xong nhá. Thì còn hai cái trường hợp còn lại tương tự. Tức là chứng minh DH là được phân giác thì các em phải chứng minh là D1 bằng D2 này. Đấy, D1 chính là góc FDH, D2 chính là góc EDH đấy. Chứng minh D1 bằng D2 là xong. Thì em chú ý nha. Để chứng minh D1 bằng D2 ấy, thì rất đơn giản thôi. Thì các em dựa vào cái tứ giác nội tiếp này thì ta có nhá. Cái tứ giác AF DC nối tiếp chưa? Đấy, nối tiếp đường tròn đường kính AC đấy. Với góc này vuông mà. Thế là góc gì?
CFA vuông, DCA cũng vuông. Đấy. Thì các em thấy suy ra ngay này là góc D1 chính bằng góc FAD không? Chính bằng góc gì đây? Tức là tứ giác này nối tiếp thì góc D1 bằng góc C1 chưa? C1 chính là bằng góc gì? ACF đấy. Tức là chắn cái cung AF này này. Của đường tròn nối tiếp. Của đường tròn ngoại tiếp tam giác, à, tứ giác AFDH. Đúng chưa? Thế tương tự nhá. Tiếp theo này, D2. Thì bằng gì? B1. Đấy, vì cái tứ giác này các em này. Các em người tức là A, E, D, B nối tiếp đấy. A, E, D, B nối tiếp. Cái đường tròn đường kính BA này. Hay là AB. Đường tròn đường kính AB. Đúng không? Tức là B, D2 bằng B1. Thế mà các em biết này, là góc B1 bằng C1 chưa? B1 bằng C1 vì cái tứ giác BFEAC nối tiếp đường tròn đường kính BC. Đấy, thế là B1 và C1 cùng chắn cùng FE mà. Thế thì em phải suy ra là gì? Vậy góc là gì? D1 bằng D2 chưa? Đấy, đây hàng B1 nhá. B1 bằng C1. Đấy, là đây, nó cùng bằng C1 đây này. D1 bằng C1 chưa? Đấy, D2 cũng bằng C1. Bởi vì nó cùng bằng B1 mà. Vậy thế suy ra D1 bằng D2. Vậy suy ra là gì? DH là phân giác của gì đây? Góc D. Đấy thì tương tự các em thấy là gì? EH cũng là đường phân giác của góc E thôi. Thế vậy H là chính là giao điểm của hai đường phân giác. Vậy suy ra là gì đây? H là tâm đường tròn nối tiếp. Cái tam giác DEF này. Đấy là tính chất 8 nhé. Trực tâm chính là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác có ba đỉnh là chân của ba đường cao. Tiếp theo nó sang tính chất 9 các em nhé. Tính chất 9. Tính chất 9. Cho tam giác ABC nội tiếp cái đường tròn tâm O. Là ABC đây. Gọi D và E là giao điểm của đường tròn O với các đường cao qua A và C. Đấy, D. D là giao điểm của đường tròn với đường cao qua A đây nha. E là giao điểm của đường tròn với đường cao qua C đây. Đấy. Tức là AH này giao với đường tròn tại D. CH giao với đường tròn tại E. Thì chúng ta sẽ chứng minh là OB là trung trực của ED. OB là trung trực của ED. Anh em nhớ trung trực thì có nghĩa là gì? OB sẽ giao với lại gì? ED tại điểm Y. Thì em phải chứng minh là OB vuông góc với lại ED là thứ nhất và IE bằng ID nhé. Đấy, đường trung trực là thế. Nó đối xứng nhau qua đấy. E và D đối xứng nhau qua B và O. Tức là các em được chứng minh này là E và D đối xứng nhau qua OB hay là tương đương là em chứng minh là OE
bằng UD và BE bằng BD thôi. Đấy, tức là OE bằng OD thì đương nhiên là có rồi nha. Thế các em chỉ cần chứng minh BE bằng BD là xong. Đấy, tức là những điểm cách đều hai điểm E và D mà. O và B cách đều hai điểm E và D thì OB chính là phải được là đường chung trực thôi. Đường chung trực của ED thì có nghĩa là những điểm nằm trên đường thẳng này nó phải cách đều E và D. Đấy, tức là OE bằng OD là đúng rồi. Vậy các em chỉ cần chứng minh BE bằng BD là xong. Đấy là chứng minh em nha, các em chứng minh BE bằng BD. Thì các em chú ý này. Gọi A1 là cái góc BAD. E1 là cái góc BEAD. Thì em chỉ cần cái là xét cái tam giác này. BEAD. Đấy, em cần chứng minh cái này là BEAD hay chính bằng góc E1 đấy bằng góc BDE hay chính bằng góc D1 này này. Đấy, cần chứng minh cái này là xong nhá. Thì các bạn ta có ngay đầu tiên em, ta có là A1 thì bằng E1 chưa? Đấy vì cùng chắn cùng BD mà. Đấy. Và tiếp theo là C1 thì bằng D1 chưa? Cùng chắn cùng ED EB này. Đấy, chắn cùng này. Thế các em chỉ cần chứng minh là A1 bằng C1 là xong. Đấy, A1 bằng C1 là xong này. A1 này bằng C1 này. Bởi vì nó cùng bù, à, cùng phụ với góc ABC chưa? Đấy, và ta có này. Góc A1 bằng góc C1 cùng phụ với góc ABC. Vì sao? Bởi vì góc là ABC cộng C1 bằng 90 độ chưa? Đấy thì còn góc gì? ABC cộng A1 thì cũng bằng 90 độ bởi vì tam giác này. Tam giác này vuông này em này. Tam giác A rồi con đây nha, M. Tam giác AMB vuông. Đấy với tam giác CNB cũng vuông. Đấy hai góc này cùng cộng với góc này bằng 90 độ mà. Thế vậy là A1 bằng C1. Thế vậy tính suy ra là gì? Là E1 bằng D1 chưa? Bởi vì cùng bằng A1 mà. Là E1 bằng D1 cùng bằng góc A1 này này. À cũng bằng C1 luôn đấy. Thế vậy tính suy ra là gì? Cái tam giác gì? BED là cân tại B chưa? Đấy, cân tại B vậy suy ra là gì? BE bằng BD. Đấy, từ 1 và 2 này. Từ đây các bạn suy ra là gì? Là OB ấy, chính là đường chung trực của ED. Thế tức là những điểm có khoảng cách tới hai đỉnh E và D bằng nhau mà thì nằm trên đường chung trực thôi. OE bằng OD đương nhiên rồi, nó là hai bán kính. OB à BE bằng BD nữa. Đấy thì vậy điểm O và B cách đều hai điểm ED thì nó nằm trên đường chung trực thôi. Đấy, xong tính chất 9 em nha. Tiếp vào sang cái tính chất 10. Tính chất 10 nội dung như sau. Cho tam giác ABC cân tại A. Thì ra ABC là cân tại A nhé. Đấy, tức là gì? AB bằng AC đấy. Nội tiếp đường tròn tâm Y. Đấy, Y thế là Y là tâm đường tròn ngoại tiếp các em nhé. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm Y. Thì đương nhiên cái tâm đường tròn
Ngoại tiếp tam giác ABC phải nằm trên cái đường thẳng AF, đấy là đường cao đấy. F chính là trung điểm của BC nhé, cân tại A. F là trung điểm của BC thì đương nhiên là AF nó vừa là đường phân giác, vừa là đường trung trực, vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến luôn. Nên G là trung tâm giác ABC. Tự nhiên I và G cùng thuộc AF nhé. Thế là gọi cái này này. F là trung điểm của BC. Anh em suy ra là I và G ấy đều thuộc cái đường thẳng AF này. Trọng tâm với lại em thấy là kể cả đường cao cũng thế. Tâm đường tròn nội ngoại tiếp đều nằm trên AF hết. Tam giác cân mà. I và G đều thuộc cái đoạn AF. Nhá, I và G là trọng tâm tam giác ABC. I là tâm đường tròn nội tiếp này, à ngoại tiếp tam giác ABC này. G là trọng tâm tam giác ABC này. Thì IG đều thuộc cái đoạn AF này. Gọi D là trung điểm của AB. D trung điểm của AB nhá. E là trọng tâm tam giác ADC. Em chú ý nhé, E là trọng tâm. E là trọng tâm tam giác ADC này. Thì bài toán yêu cầu chứng minh I là trực tâm của tam giác DEG. DEG. Đấy, I là trực tâm. Đấy, I là trực tâm của tam giác DEG thì có nghĩa là gì các em? Chứng minh là thế này. Để chứng minh là I là trực tâm tam giác DEG. Lấy cái gọi là chứng minh là DI phải vuông góc hay là gì? GE đấy. Đấy. Và gì? EI thì phải vuông góc cái gì? DG chứ. Đấy, quan trọng nhất là chứng minh cái điều này là xong. I là trực tâm của tam giác DEG mà thì DI phải vuông góc với GE thôi. Đấy, một chút là về toán thì thế các em nha, để chứng minh cái này. Chứng minh được cái DI vuông góc với GE thì cái điều này còn lại nó sẽ tương tự nhé. Đấy. D là trung điểm của AB. E là trọng tâm tam giác ADC. Đấy, trọng tâm. Thì làm này các em chú ý như sau này, tức là gọi F và K này. F có rồi. Gọi K là trung điểm của AD. Đấy, vậy các em suy ra cái điều gì? Là các em phải tìm điểm E ấy. Đây gọi là H nhá. À, K là trung điểm của AD. H là trung điểm của AC nhé. K và H là trung điểm của AD và AC. Thì cái điểm E ấy chính bằng gì? DH giao với lại CK chưa? Trọng tâm mà. Trọng tâm tam giác ADC ấy, thì nó phải giao của hai đường trung tuyến nào là DH và CK chưa? Thì em biết là G là trọng tâm tam giác ABC. Vì G là gì đây? Trọng tâm tam giác ABC. Trên suy ra là CG ấy bằng 2 phần 3 CD chưa? Hoặc là gì đây? G nó chỉ bằng gì? CD giao với AF. Đấy. G là CD giao AF nha. Thì các em có luôn cái tỷ số này. Thế để chứng minh cho em chú nha. Y là tâm đường tròn nội, tức là tam giác ABC này, cân tại A này, nội tiếp đường tròn Y. Em chú ý Y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nhá. Thì vì gì đây? Y là tâm đường tròn ngoại tiếp
cái tam giác ABC trên suy ra là ID vuông góc với lại AB chưa? Bởi vì cái AB là dây cung, có D là trung điểm. Đấy, thì tâm đường cho Y là tâm đường tròn ngoài tiếp, thì ID phải vuông góc với lại AB thôi. Đúng không? Thế vậy các em chỉ cần chứng minh là GE song song với AB là xong. Đây, có cái điều này này, ID vuông AB. Thế vậy ta cần chứng minh này, là GE song song với lại AB thôi. Đấy, GE song song với AB thì đương nhiên là gì? ID nó phải vuông góc cái gì? GE thôi. Đấy, ID vuông góc với AB mà. Thì đương nhiên để ID vuông góc với GE thì GE phải song song với AB thôi. Đấy. Thế vậy để chứng minh GE song song với AB thì các em dựa vào định lý Thales là xong. Tức là xét cái tam giác này. CKD thì có gì đây? CE trên CK bằng CG trên CD chưa? Đều bằng 2 phần 3. Bởi vì E là trọng tâm tam giác. CAD mà. Thì CE bằng 2 phần 3 CK. G là trọng tâm tam giác ABC. Thì CG bằng 2 phần 3 của CD. Thế thì các em suy ra là GE song song với lại AB. Song song với DK đấy. DK chính là trùng với AB đấy. Đấy. Thế gọi cái này là một kem nha. Đây là hai. Vậy từ 1 và 2 ta có điều gì? Là ID phải vuông góc với lại gì? GE. ID vuông góc GE thì tương tự ấy. Thì EI sẽ vuông góc với DG thôi. Đấy, có cái này là xong nhá. ID vuông góc với GE. Đấy, tương tự các em suy ra là EI này cũng vuông góc cái gì? DG thôi. Đấy thì tôi suy ra Y là trực tâm của tam giác. Đấy suy ra điều phải chứng minh. Em nha, đấy là xong tính chất 10 nha. Đây hoặc đây em có luôn này, không cần chứng minh chỗ này nha. Chứng minh cái chỗ này thì nó dài dòng khó. Ở đây các em chú ý nhá, là ta có luôn cái này này, là GI vuông góc với DE luôn đấy. Không phải ta có điều này luôn không, là GI vuông góc với lại DE luôn, bởi vì DE nó song song với gì, với lại BC mà. GI thì vuông góc với BC rồi, GI vuông góc với BC mà DE song song với BC thì vậy là GI vuông góc với DE chưa? Đấy, GI vuông góc với DE. Thế vậy Y chính là trực tâm. Của tam giác DGE. DEG đấy. Đấy tính chất 10 các em nhé. Thế đó là tính chất 11 các em nhé. Tính chất 11 là trong một hình thang cân. Một cái hình thang cân đấy. Có hai đường chéo vuông góc. Đây là cân này, hai đường chéo vuông góc thì độ dài đường cao bằng độ dài đường trung bình. Đấy, độ dài đường cao nhá. Đường cao này bằng độ dài đường trung bình. Đây minh họa đấy các em nhá, tức là cho hình thang cân ABCD. Hình thang cân tức là hai cạnh bên bằng nhau đấy. Và hai góc đáy bằng nhau. Và một cái nữa là gì? Hai đường chéo vuông góc. Thì độ dài đường cao tức là đường cao MN này, cái đường cao MN bằng đường trung bình là EF nhé. Đấy, MN là trung điểm của AB và CD. EF là trung điểm của AD và BC này. Thì phải chứng minh MN bằng EF. Đây, ngoài thế dựa vào tính chất giả thiết cho ấy, ABCD là hình thang cân. Đấy. Thì ta có này là AC chưa? Bằng BD không? Đấy nhá, AC bằng BD.
và AB, AC giao BD tại điểm Y. Thì em suy ra ngay này, là cái góc AID vuông đấy, và có cái này là IA bằng ID luôn nhá, IA bằng ID. Thế đương nhiên là cái tam giác ICD này cũng là phải là tam giác gì đây, tam giác cân mà, hai cái này cũng bằng nhau này. Thế vậy AI bằng IB thôi, ID bằng IC thôi. Đấy, tam giác cân thì nó đương nhiên nó đi qua cái MN nhá, Y nó nằm trên MN luôn đấy. Thế vậy thì các bạn suy ra cái tam giác này IAD và gì IDC, à, IAB nhá, IAB và cái tam giác ICD là vuông cân tại Y. Thế vuông tại Y thì các bạn thấy ngay đầu gì là IM chưa, à, IN bằng NA bằng NB. Và cái nữa các em suy ra là gì? IM bằng MC bằng MD. Đấy, thế vậy thì các em suy ra ngay điều gì? Là MN ấy thì bằng gì? 1 phần 2 của AB chưa? Cộng CD. Đấy, MN này chính bằng gì? MN nó chính là gì? IN cộng IM ấy các em nhá. IN bằng 1,2 AB, IM bằng 1,2 CD. Thế vậy là MN 1,2 AB cộng CD. Mà ta hình thang cân đi các bạn. Cứ cứ hình thang ấy thì đường trung bình bằng 1,2 tổng hai cạnh. Cái này chính bằng gì? EF. Đấy, trong hình thang thì đường trung bình bằng trung bình cộng của hai đáy. Thế vậy MN bằng EF, MN là đường cao, EF là đường trung bình. Thế vậy hai cái này bằng nhau nhé. Đấy, thứ nhất thứ 11 thì cũng khá cơ bản thôi. Tiếp theo sang cái tính chất thứ 12 các em nhé. Tính chất 12 thì rất là hay gặp trong các cái bài toán mà liên quan tới hẹp không gian này các em này. Cái bài toán này gần như là đến 30% sử dụng các em nhé. Đấy, 30% đấy. Cái bài toán hình học không gian ấy sẽ sử dụng cái này, nó rất đơn giản thôi nhưng mà rất là nhiều bài toán dùng em nhé. Tức là gọi MN lần lượt là các trung điểm đây, MN này là trung điểm của các cạnh ABAC của hình vuông nhá, ABCD. Thì bài toán yêu cầu chứng minh là AN mũ góc của DM. Này A, B, C, D. M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BC. Thì chứng minh AN mũ góc của lại B, DM. Đấy, các em cứ làm đi, làm nhiều bài tập đi, thấy ngay cái tính chất này, rất hay dùng này. Tức là để làm được bài này các em thấy này, gọi H bằng AN giao với DM. Thì các em cần chứng minh góc AHD vuông là được. Đúng không? Thì để chứng minh cái này thì các em thấy ngay này. Tức là các em xét cái tam giác AHM ấy. Đấy, các em chỉ cần chứng minh là A1 cộng M1 bằng 90 độ là xong thôi. Đấy nhá, A1 cộng M1 bằng 90 độ thì đương nhiên góc AHM nó phải bằng 90 độ thôi. Đấy thì có từ đây. Xét tam giác này nha. Thì ta có này. Góc A1 bằng góc D1. Đấy vì cái tam giác này nha, DAM bằng cái tam giác ABN chưa? Đấy, tam giác DAM
bằng tam giác ABN, ba cạnh bằng nhau nhé, tam giác vuông đấy. Em đồng D1 rồi. Thế tiếp theo này có phải là D1 cộng với lại M1 không? Bằng 90 độ chưa? Ở cái tam giác ADM vuông mà. Vuông tại A. Thế vậy các em suy ra là gì? A1 cộng M1. Đấy, A1 cộng M1 bằng 90 độ. Vậy suy ra là góc gì? AHM bằng 90 độ thôi. Đấy, AH bằng 90 độ tương đương là gì? AN vuông góc với lại DM thôi. Là xong nhá. Đấy, xong cái tính chất 12. Cái bài toán này được chứng minh bằng rất nhiều cách em nhé. Có để các em có thể dùng cái phương pháp vector cũng được. Vector cũng được nhá. Hoặc là dùng để chứng minh hai góc bằng nhau ấy. Như cái cách này là đơn giản nhất các em nhé. Vậy dùng pháp vector cũng được. Hoặc các em có thể dùng là định lý sin hoặc cosin trong tam giác được. Cái định lý sin hoặc là cosin cũng được nha. Thế là chính chứng minh sin góc A bằng cốt góc M ấy. Tức là sin góc A này bằng cốt gì? M1. Đấy thì hai góc này là gọi hai góc phụ nhau đấy. Phụ nhau thì tổng nó bằng 90 độ. Cũng được. Đấy, viết 12 các em nhé. AN vuông với DM. Tiếp theo nó sang tính chất 13. Tính 13 cũng chính là giống như tính chất 12 thôi. Đấy nó chính mở rộng của tính chất 12 mà. Tính 13 là cho hình chữ nhật ABCD có AB. Cái này AB bằng 2AD. AB bằng 2AD. M là một điểm trên AB, sao cho AB bằng 4AM. Thì em phải chứng minh là DM vuông góc với AC. Đấy, M là điểm trên AB, sao cho là AB bằng 4AM. Chứng minh AD DM vuông góc với AC. Thế để làm cái này nó chính là tính chất 12 đấy các bạn, tức là gọi là E nhá. Và F là trung điểm của gì? AB và CD. Cũng được. Thì cái điểm mà P này chính là trung điểm của AC đấy và trung điểm của EF. Thì ta có là cái về cái bài toán 12 cho cái tính chất 12 chưa? Đấy, tức là AEP F nó là hình vuông thôi. P là trung điểm của EF. Anh em chứng minh AP vuông góc với DM đấy, hay là tương đương gì AP vuông góc với DM thì giống tính chất 12 nhé. Là xong ngay. Đấy, tính 13. Tiếp theo sang cái tính chất cuối cùng là tính chất 14 các em nhé. Tính 14. Đấy thì các em nhớ là xem video thì hay và ý nghĩa, thì các em nhớ là có nhu cầu đăng ký khóa ôn học sinh giỏi 10, 11, 12 thì em hãy liên hệ với thầy qua cái số điện thoại Zalo này nhé, 0949033833, thầy sẽ tư vấn khóa học. Đấy thì khóa học thì dựa trên những cái video như này này, như thầy đăng này, thì là cái việc giải quyết các bài toán nó sẽ rất là đơn giản và dễ hiểu hơn các em nhé. Đấy, trong khóa học thì là toàn những video tức là rất là tổng quát đấy các bạn. Em không cần xem nhiều. Mà số lượng video thì các bài toán nó rất tổng quát. Và dựa vào một bài toán thì chúng ta có thể làm được cái nhiều bài tương tự. Tiết 14 là cho tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC này. Vuông tại A. Đường cao AH. Cái đường cao AH. AH là đường cao nha. Gọi P và Q là trung điểm của BH. Đấy, P là trung điểm của BH. Q là trung điểm của AH. Đấy, PQ đây.
Đấy, chứng minh là AP. AP vuông với CQ. Đấy, AP vuông với CQ. Cái này khá đơn giản thôi, AP vuông với CQ. Thì các em chỉ cần chứng minh, để chứng minh AP vuông với CQ ý, tức là cái điều này cần tương đương này. AP vuông với CQ là chứng minh là cái trong cái tam giác này này. APC hay ACP thì Q chính là trọng tâm các em nha. Q là trọng tâm bởi vì AH là vuông góc với PC nhá. CQ mà vuông góc với lại AP nữa thì đương nhiên CQ nó phải là đường cao thứ hai không? Thì Q phải là trọng tâm chứ. À, quên, Q là trực tâm. Mà trọng tâm là trực tâm nhá. Đấy. Thế bây giờ xét cái tam giác này. ACP. Đấy, có gì? AH thì vuông góc với lại CP rồi. Thì em nhá, có phải PQ song song với AB không? Ta có là PQ song song với lại AB. Có phải vì P là trung điểm, vì PQ là đường trung bình mà. PQ chính là đường trung bình. Đấy, PQ là trung điểm của gì? HB và HA. Đấy thì PQ là cái đường trung bình, thì PQ song song với AB chưa? PQ song song AB vậy suy ra PQ nó chính là vuông góc với lại AC không? Đấy, thì đây là một nha. Đây là hai nha. Vậy từ 1 và 2 AH vuông góc PC, PQ vuông góc AC, vậy suy 1 2 suy ra Q là trực tâm của tam giác ACP. Vậy suy ra là gì? CQ là cái đường cao thứ ba đó. Thứ vì là đường cao, vậy suy ra là CQ phải làm sao? Phải vuông góc với lại AP thôi. Đấy, thì CQ vuông AP là AP vuông CQ đấy. Đấy là cái nội dung tính chất 14 các em nhé. Đấy thì thay cho lời kết này, thì cái việc nắm chắc các tính chất cơ bản rất là hay dùng của cái học phẳng ấy sẽ được vận dụng rất nhiều trong các đề thi học sinh giỏi các em nhé. Đấy, các em vận dụng tính chất này thì việc cái việc giải cái bài toán hình học phẳng trong các đề thi học sinh giỏi hoặc là cái hình học không gian đấy các em ạ, thì nó rất là cần thiết và quan trọng. Nắm chắc các tính chất này thì chắc chắn cái việc giải đề học sinh giỏi của chúng ta nó sẽ gặp rất thuận lợi và làm sẽ nhanh hơn. Và video đến đây là kết thúc. Thầy xin chào và hẹn lại các em trong video tiếp theo. Thầy Na chào các em.